Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đúng 18 giờ tối qua ngày 31 tháng 7, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội với những biện pháp cao hơn trong công tác phòng chống dịch theo nội dung chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó thì trên địa bàn các quận, huyện, lực lượng chức năng lập hàng loạt chốt kiểm soát kiểm tra người đi đường theo quy định. Những người ra đường không có lý do chính đáng đều bị lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt mời về. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tham gia các chốt gồm lực lượng quy tắc đô thị, dân phòng, thanh niên tình nguyện, y tế, quân đội, công an. Các chốt này kiểm tra bất kỳ trường hợp người dân ra đường, nếu ai không có giấy tờ, lý do hợp lệ, sẽ buộc phải quay về. Theo công an phường trực chốt, lực lượng chức năng làm đúng với tinh thần của chỉ thị là gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, thôn cách ly với thôn, xã, phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện. Hiện tại thì hầu hết là đa phần người dân đã đều nắm được cái chỉ thị 16 của thành phố. Nên là cái việc mà người dân đi ra ngoài đường thì cũng rất hạn chế. Mà những người dân đi ra ngoài đường là chỉ có những cái trường hợp cần thiết thì người dân mới ra đường. Và ý thức của người dân là chấp hành tốt. Tại các chốt tuyến đường ven biển Mân Thái và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, theo ghi nhận của phóng viên, dường như không có người và phương tiện đi lại. Thi thoảng có vài người đi làm về muộn. Hầu hết người dân chấp hành nghiêm chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ở yên trong nhà không ra đường sau 18 giờ hàng ngày khi không có việc cần thiết. Thì chúng tôi cũng là vận động bà con cũng như tất cả mọi người đều ở trong nhà, không ai ra đường hết. Để mà đây cũng là một cách là coi như để triệt để. Và chúng tôi cũng mong rằng chính quyền địa phương cũng như thành phố đồ làm triệt để mà đẩy lùi COVID. Còn trên các tuyến đường thuộc quận Hải Châu, đến 19 giờ đường xá đã vắng bóng người, các hàng quán đã đóng cửa. Chỉ còn xe công vụ của các lực lượng tuần tra kiểm soát hoạt động. Đúng 20 giờ, các chốt cầu Rồng, cầu Sông Hàn đã hạ gác chắn kiểm tra các phương tiện còn lưu thông. Đa số người đã có giấy thông hành nên được mời qua. Còn những trường hợp có lộ trình không rõ ràng, không có lý do cấp thiết, thì được lực lượng tại chốt nhắc nhở, yêu cầu quay đầu và hầu hết người dân đều đã chấp hành nghiêm túc. Tình hình thực tế thì đa số người dân là chấp hành rất tốt về công tác phòng chống dịch theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong giờ giới nghiêm thì có đi ra về nhưng mà có đa số là có giấy phép đi đường hết. Nói chung là người dân là chấp hành tương đối rất tốt trong việc công tác phòng chống dịch đợt ra quân đợt này. Theo ghi nhận của các tổ chốt chặn, ngay ngày đầu ra quân thực hiện chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, người dân Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội để chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.